hội chứng giấc ngủ kinh hoàng chào bạn bạn có thấy sợ hãi và lo lắng không khi mà trong gia đình bạn có người thường xuyên có những hiện tượng khi đang ngủ thì hay mơ hoảng nói lảm nhảm quát tháo la hét vùng vẫy rồi nhiều khi bật dậy bước ra khỏi giường rồi vẫn tiếp tục la hét khua chân múa tay với những hành vi mất kiểm soát và thậm chí có thể có những hành vi bạo lực rất nguy hiểm hiện tượng nói trên đã từng được nhiều người lầm tưởng với các tình trạng khác như ác mộng hoặc mộng du mặc dù chứng trạng này cũng hay xảy ra cùng với chứng mộng du thậm chí đôi khi người ta cũng có những liên tưởng đến những tình trạng bệnh lý tinh thần thực chất đây là một tình trạng bệnh lý hoàn toàn khác về bản chất so với tất cả các trường hợp còn lại vừa nêu có tên gọi là hội chứng giấc ngủ kinh hoàng hoặc mặc dù cũng có thể có nhiều cách gọi khác chẳng hạn hội chứng giấc ngủ kinh hoàng hoặc mơ hoảng, vân vân nhưng cũng đều chỉ ra là có tình trạng hoảng loạn trong giấc ngủ đêm. Quá trình này diễn ra ngắn thì vài chục giây, dài thì có thể đến vài phút, hoặc cũng có trường hợp được ghi nhận, tuy hiếm, nhưng cũng đã diễn ra lâu đến hàng chục phút. Vậy, hội chứng giấc ngủ kinh hoàng là gì? Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng thực chất là do tình trạng hệ thống thần kinh trung ương bị kích thích quá mức trong khi ngủ ta biết rằng một giấc ngủ bình thường có thể diễn ra theo một số giai đoạn mà trong đó có thể có những giấc mơ dù đó là giấc mơ ngọt ngào hay là ác mộng thế nhưng hội chứng giấc ngủ kinh hoàng thực chất không phải là một giấc mơ và cũng vì vậy mà đương nhiên nó không phải là ác mộng hội chứng giấc ngủ kinh hoàng là một phản ứng sợ hãi bất thình lình xảy ra trong quá trình chuyển từ giai đoạn ngủ này sang giai đoạn ngủ khác. Thông thường, hội chứng giấc ngủ kinh hoàng thường xảy ra sau vài tiếng đồng hồ sau khi ngủ mà thường hay xảy ra nhất vào nửa đầu của đêm. Nguyên nhân của hội chứng giấc ngủ kinh hoàng Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng nói chung là hiện tượng tuy hiếm nhưng đều được ghi nhận ở mọi lứa tuổi, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ từ 1 đến 6%, ở người lớn thì hiếm gặp hơn so với trẻ em có một số bằng chứng cho thấy khuynh hướng sợ hãi ban đêm và các chứng mất ngủ khác có thể là bẩm sinh tuy nhiên mối liên hệ chính xác với di truyền vẫn chưa được khẳng định mặc dù tầm quan trọng và nguyên nhân của hội chứng giấc ngủ kinh hoàng khác nhau giữa các nền văn hóa nhưng hiện tại không có phát hiện nào cho thấy sự khác biệt về văn hóa giữa các biểu hiện của hội chứng này ở trẻ em thì hội chứng giấc ngủ kinh hoàng xảy ra ở các bé trai nhiều hơn các bé gái nhưng ở người trưởng thành thì tỷ lệ này ngang nhau ở cả hai giới. Mặc dù vẫn chưa biết đích xác, nhưng có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến hội chứng giấc ngủ kinh hoàng như chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất hoặc mất cân bằng chất, thiếu ngủ hoặc ngủ không có chất lượng, trong đó có thể có trường hợp thường xuyên bị ngưng thở khi ngủ lâu ngày mà không biết. Tinh thần căng thẳng, yếu nhược hoặc đang trong tình trạng ốm, sốt. luôn luôn lo lắng sợ hãi vào những điều có thật hoặc cả những điều không có thật hạ đường huyết cũng đã được cho thấy có mối liên hệ với hội chứng giấc ngủ kinh hoàng người ta cũng đã phát hiện ra rằng có một số người trưởng thành đã điều trị bằng clonidin trong thời gian dài cho thấy tác dụng phụ của hội chứng giấc ngủ kinh hoàng xin nói thêm đôi chút về clonidin đây là một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị huyết áp cao dối loạn tăng động giảm chú ý, cai nghiện như rượu, thuốc lá, thuốc phiện hay các loại ma túy, bốc hỏa trong thời kỳ mãn kinh, tiêu chảy và một số tình trạng đau. Nó cũng cho thấy một số công dụng ngoài nhãn hiệu cho chứng mất ngủ từng đợt, hậu chứng buồn chồn chân và lo lắng, vân vân. Ngoài ra, hậu chứng giấc ngủ kinh hoàng ở người lớn cũng có thể là triệu chứng của một số bệnh lý về thần kinh và có thể được kiểm tra thêm qua quy trình chụp cộng hưởng từ MRI. Y. triệu chứng của hội chứng giấc ngủ kinh hoàng trước hết xin nói đến một chi tiết khá quan trọng là như trên vừa nói hội chứng giấc ngủ kinh hoàng khác với ác mộng trong khi người bị ác mộng thường bật tỉnh dậy khi gặp ác mộng và khi tỉnh ngủ có thể nhớ lại từng chi tiết của giấc mơ thậm chí nhớ vanh vách như một cuốn phim thì người mắc hội chứng giấc ngủ kinh hoàng sẽ vẫn ngủ trong kinh hoàng và rồi sẽ không nhớ được gì hoặc chỉ nhớ rất ít chi tiết rời rạc khi đã tỉnh dậy hơn nữa hội chứng giấc ngủ kinh hoàng cũng có thể dẫn đến mộng du rất nguy hiểm để xác định được một người đã bị gặp ác mộng hay hội chứng giấc ngủ kinh hoàng có một cách rất dễ thực hiện là vào sáng hôm sau bạn hãy hỏi người đó về những gì diễn ra tối hôm qua nếu họ tỏ ra kích động hơn nghĩa là họ vừa trải qua cơn ác mộng còn nếu họ không nhớ gì hết thì có nhiều khả năng họ đã bị trải qua hội chứng giấc ngủ kinh hoàng ngoài ra hội chứng giấc ngủ kinh hoàng cũng khác với tình trạng động kinh một cơn động kinh có thể xảy ra vào cả ban đêm và ban ngày trong khi đó hội chứng giấc ngủ kinh hoàng thì chỉ xảy ra trong giấc ngủ và thường là giấc ngủ đêm trong lúc diễn ra hội chứng giấc ngủ kinh hoàng người bệnh có thể có một số trong số các biểu hiện và hành vi sau bắt đầu bằng hét to thậm chí chửi bới hoặc kêu la rất đáng sợ. Dãy ruộng vô thức, đột ngột bật dậy ngồi trên giường với vẻ rất sợ hãi. Mắt mở to, đồng tử giãn, nhìn chừng chừng không có mục tiêu. Đổ mồ hôi, thở nặng nhọc, mạch đập nhanh, mặt đỏ bừng. Khó đánh thức và rất bối rối, không hiểu gì khi bị đánh thức. Đôi khi, khi một người mắc hội chứng giấc ngủ kinh hoàng sẽ tấn công người đánh thức một cách vô thức điều này có thể gây nguy hiểm cho người đó vượt qua tình trạng hoảng loạn một cách khó khăn cho dù đã được đánh thức có thể rời khỏi giường và chạy quanh nhà thậm chí có thể có hành vi hung hăng nếu bị ngăn chặn hoặc hạn chế và không nhớ hoặc nhớ rất ít những gì đã xảy ra sau khi thức giấc vậy khi nào cần đi khám bác sĩ mặc dù hội chứng giấc ngủ kinh hoàng không có tác hại chết người nên cũng không thực sự đáng lo ngại một cách khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu bạn có tình trạng này mà nếu có khó khăn cho việc ngủ đủ giấc hoặc có nguy cơ gây ra rủi ro để an toàn cho chính bạn hoặc người xung quanh, thì bạn nên sớm gặp bác sĩ. Đặc biệt là nếu đây là trường hợp của trẻ em, chẳng hạn con của bạn, bạn cũng cần đưa bé đi khám nếu bé có các biểu hiện như Bé thường xuyên bị hoảng loạn khi ngủ nhiều hơn một lần mỗi tuần. Bé xuất hiện cơn hoảng loạn mặc dù đã được đánh thức phòng ngừa 15 phút trước cơn. Cơn hoảng loạn kéo dài trên 45 phút. Bé có biểu hiện xuất tiết đảm dãi, rung giật cơ và gồng cứng người. Trong cơn hoảng loạn, bé có bất kỳ biểu hiện nào có thể nguy hiểm đến tính mạng. Và bé có vẻ hoảng sợ kéo dài trong ngày phòng ngừa hội chứng giấc ngủ kinh hoàng ở người trưởng thành cách phòng ngừa hiệu quả và dễ thực hiện nhất là điều chỉnh lối sống chế độ ăn uống đồng thời thiết lập được một thói quen lành mạnh cho việc ngủ nghỉ và sinh hoạt phù hợp đồng thời chú ý thực hiện các biện pháp giảm stress tránh lạm dụng bia rượu và các chất kích thích như trà cà phê nước tăng lực và buổi tối một việc cũng rất quan trọng cần chú ý nữa không chỉ riêng cho người lớn mà cả cho các trường hợp trẻ nhỏ là phải đảm bảo có một môi trường an toàn không có các vật sắc nhọn hay bất cứ đồ vật nguy hiểm nào như đồ điện đồ dễ vỡ vân vân có thể tiếp xúc được người trong cơn hoảng loạn đặc biệt có thể xuất hiện cùng với chứng mộng du đồng thời đảm bảo rằng tất cả các cửa ra vào đều được kiểm soát không dẫn đến những nơi nguy hiểm riêng đối với trẻ em nếu trẻ thường xuyên xuất hiện hội chứng giấc ngủ kinh hoàng Cha mẹ có thể theo dõi và xác định được thời điểm thường xảy ra cơn hoảng loạn. Một việc rất hữu ích là bạn hãy ghi nhật ký giấc ngủ cho bé để nắm được chu kỳ xuất hiện hội chứng giấc ngủ kinh hoàng này. Lúc này, trẻ cần được đánh thức khoảng 15 phút trước thời điểm thường xảy ra cơn hoảng loạn, giúp trẻ tỉnh táo một thời gian ngắn, ra khỏi giường và sau đó mới cho trẻ ngủ lại. Ngoài ra, thiếu ngủ, căng thẳng và mệt mỏi cũng là những nguyên nhân xuất hiện hội chứng giấc ngủ kinh hoàng do vậy bạn nên chú ý đến các biện pháp giảm căng thẳng cho trẻ tạo thói quen cho trẻ đi vệ sinh hợp lý đi ngủ đơn giản ngủ đúng giờ và ngủ đủ đồng thời cho trẻ được nghỉ ngơi hợp lý và đầy đủ trong một môi trường sống lành mạnh và tích cực xử lý và điều trị thế nào hội chứng giấc ngủ kinh hoàng vì hiện nay người ta vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân của hội chứng giấc ngủ kinh hoàng nên nói chung là còn chưa có cách điều trị hội chứng này tuy nhiên bạn cũng có thể có các biện pháp phù hợp nhất ngăn chặn và xử lý khi nó xảy ra đối với mọi trường hợp dù là người lớn hay trẻ nhỏ mà sau đây tôi gọi chung là người bệnh nếu mỗi khi bạn thấy trong nhà có người có xuất hiện hội chứng giấc ngủ kinh hoàng bạn đừng cố gắng đánh thức họ vì thậm chí nếu bạn càng cố gắng ôm ấp dỗ dành và cố gắng làm cho người bệnh thức tỉnh thì sẽ không những không giúp ích gì cho họ mà trái lại có thể sẽ làm cho họ càng bị mất phương hướng mất cảm giác và dẫn đến những tình trạng nguy hiểm hơn việc bạn có thể làm cho người bệnh lúc này là trước hết chính bản thân bạn phải hết sức điềm tĩnh và nói chuyện với họ một cách cũng hết sức bình tĩnh đồng thời che chắn để đảm bảo rằng họ không tiếp xúc hay đi đến được những đồ vật nguy hiểm hay đến lối đi nguy hiểm và kiên nhẫn chờ đợi cơn bão đi qua tuyệt đối không tìm cách rằng co hay tác động lên người bệnh đang ở trong cơn hội chứng giấc ngủ kinh hoàng này riêng đối với các trường hợp của trẻ em trong hầu hết trường hợp trẻ đang bị cơn hoảng loạn vẫn tiếp tục ngủ và rất khó đánh thức lúc đó bạn cần bật đèn sáng tránh dùng những động tác đột ngột thô bạo như lay giật hoặc hét vào mặt để làm trẻ thức giấc bạn hãy ôm và vỗ về nhẹ nhàng đứa trẻ rồi kiên nhẫn chờ đợi trường hợp trẻ thường xuyên xuất hiện hội chứng giấc ngủ kinh hoàng và có biểu hiện nặng nề nên đi khám tại bác sĩ chuyên khoa nhi ở đó tùy từng nguyên nhân mà thầy thuốc có thể khuyến cáo biện pháp điều trị thích hợp cho từng trẻ như trên vừa nói hội chứng giấc ngủ kinh hoàng không có phương thuốc điều trị cụ thể tuy nhiên do nó có thể có các nguyên nhân và các yếu tố kích hoạt khác do đó việc điều trị hội chứng giấc ngủ kinh hoàng cũng thường tập trung vào những vấn đề này chẳng hạn điều trị các vấn đề sức khỏe hiện tại nếu hội chứng giấc ngủ kinh hoàng có liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần hoặc vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hoặc rối loạn giấc ngủ khác chẳng hạn như hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn thì việc điều trị phải nhằm vào vấn đề tiềm ẩn này giải quyết căng thẳng nếu căng thẳng hoặc lo lắng góp phần làm tăng tình trạng của hội chứng giấc ngủ kinh hoàng bác sĩ có thể sẽ đề nghị cho bạn các liệu pháp như liệu pháp hành vi nhận thức thôi miên hay liệu pháp thư giãn, vân vân. Vận dụng sự thức tỉnh dự đoán Muốn làm được việc này, bạn phải nắm được một cách tương đối chính xác chu kỳ xảy ra hội chứng giấc ngủ kinh hoàng. Việc đánh thức người bệnh khoảng 15 phút trước thời điểm mà bạn đoán sẽ xảy ra khủng hoảng sẽ giúp họ tránh được sự khủng hoảng đó. Sau khi người bệnh đã tỉnh táo được vài phút sẽ quay trở lại ngủ tiếp một cách an toàn. sử dụng thuốc. Trên thực tế, thuốc rất hiếm khi được áp dụng cho bệnh nhân hội chứng giấc ngủ kinh hoàng, đặc biệt là đối với trẻ em. Tuy nhiên, trong trường hợp thực sự cần thiết, người bệnh có thể được chỉ định tạm thời sử dụng một số loại thuốc như benzodiazepine hoặc một số thuốc chống trầm cảm, vân vân. Chúc bạn sức khỏe. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.